Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, bản chất, sứ mệnh thiêng liêng của lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân vượt qua thiên tai, dịch bệnh, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Ở đâu, lúc nào, dân cần, dân khó thì đều có lực lượng vũ trang sát cánh, chung sức đồng lòng. Đó là sự thật khách quan, phản bác các luận điệu sai trái trên mạng Internet hiện nay. Các thế lực xấu cố tình xuyên tạc bản chất lực lượng vũ trang không phải vì dân, bỏ mặc dân trong đại dịch Covid-19, từ đó tái diễn điệp khúc đòi phi chính trị hóa, tách lực lượng vũ trang khỏi sự lãnh đạo của đảng. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của Hồng Phúc đăng trên báo Công an Nhân dân. Không thể phủ mờ sứ mệnh thiêng liêng của lực lượng vũ trang trong cuộc chiến chống Covid-19. Loài người đã đang phải đối diện với những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng. Bên cạnh mối đe dọa an ninh truyền thống thì những thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, bão lũ, cháy rừng, ô nhiễm môi trường, nguồn nước, dịch bệnh ngày càng trở nên khốc liệt. Để giải quyết những vấn đề này đòi hỏi sự chung tay của mọi quốc gia và mọi người dân trên thế giới, trong đó không thể thiếu vai trò rất quan trọng của lực lượng vũ trang. Việt Nam cũng vậy, trong những năm qua, lực lượng vũ trang nhân dân luôn là điểm tựa, sức mạnh và lực lượng nòng cốt trong xử lý những vấn đề mà an ninh phi truyền thống đặt ra. Để xử lý vấn đề ô nhiễm do tràn dầu, xử lý chất độc hóa học, bom mìn, vật nổ, chất độc dioxin, gây ô nhiễm không khí, đất, nguồn nước, chúng ta luôn nhận thấy những hình ảnh không quản hiểm nguy của cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội, biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, công binh, hóa học. Khi nào và ở đâu xảy ra thảm họa do cháy rừng, bão lụt, tổn hại tính mạng tài sản của nhân dân, lực lượng quân đội công an cũng luôn đi đầu là lực lượng nòng cốt chủ công, trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn, không quản ngày đêm. Bước chân của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn có mặt ở những nơi hiểm nguy nhất, gian khó nhất. Chúng ta không thể quên những cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm không quản khó khăn vất vả, kể cả hy sinh tính mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 năm 2020, vụ sập hầm tại Thủy điện Đạ Dân năm 2014. Chỉ riêng trong năm 2020, tại miền Trung nước ta đã phải đối mặt nhiều cơn bão gây ra tình trạng lũ lụt và sạt lở đất, cướp đi sinh mạng của bao con người, phá hủy tài sản của bao gia đình. Trong hiểm nguy đó, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn là điểm tựa, sát cánh cùng toàn dân chiến đấu vượt qua hiểm nguy, từng bước ổn định cuộc sống. Chúng ta cũng không thể quên được những hình ảnh cảm động của những y bác sĩ ở Trường Sa cùng các đồng nghiệp trong đất liền tổ chức mổ cấp cứu trực tuyến cho những bệnh nhân đau ruột thừa ở Trường Sa, rồi những chuyến bay khẩn cấp không quản đêm ngày đưa người bị nạn từ ngoài khơi xa về với đất liền. Hiện nay, đại dịch Covid-19 đang lan rộng toàn cầu. Mỗi ngày chúng lại cướp đi sinh mạng của hàng vạn người. Các hoạt động sản xuất lưu thông bị đình đốn, ngưng trệ, hàng triệu người thất nghiệp, mất việc làm. Nhiều quốc gia phát triển thuộc nhóm đầu của thế giới cũng gặp hàng loạt khó khăn, áp lực trong việc đối phó giải quyết. Tính đến ngày 8 tháng 9, thế giới đã có trên 222 triệu người nhiễm, trên 4,6 triệu người tử vong, trong đó Hoa Kỳ là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất, đứng đầu với hơn 41 triệu người nhiễm và gần 670.000 người tử vong. Việt Nam cũng đã có trên 550.000 ca nhiễm và trên 14.000 người tử vong. Để đối phó với đại dịch, Việt Nam đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng vũ trang trên tuyến đầu. Quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Quân ủy Trung ương tại hội nghị thứ nhất Quân ủy Trung ương khóa 12, trong nhiệm vụ phòng chống khắc phục thiên tai thảm họa, phòng chống các thách thức an ninh phi truyền thống, quân đội không quan niệm giúp dân mà cần xác định đó là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, đặc biệt trong thời bình. Lực lượng quân đội đã sát cánh cùng lực lượng công an, chủ động dự báo từ sớm từ xa, làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Không phải đến khi xuất hiện dịch bệnh ở phía Nam, lực lượng vũ trang mới được đưa vào cuộc, mà ngay từ đầu năm 2020, khi dịch bệnh mới xuất hiện, lực lượng vũ trang đã sớm có những dự báo chính xác và chủ động tham gia một cách tích cực. Các lực lượng công an, quân đội đã tham gia khử khuẩn trên diện rộng ở những khu vực ô nhiễm, tổ chức đưa đón người dân, xây dựng và điều hành các khu cách ly tập trung, tăng cường quản lý biên giới, đường biên giới trên bộ, trên biển
và các cửa khẩu đường hàng không. Lực lượng quân y của bộ đội biên phòng phối hợp thăm khám điều trị cho nhân dân để phòng chống dịch. Lực lượng công an các cấp thường xuyên tuần tra kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch, trong đó không ít đối tượng phạm tội dương tính với SARS-CoV-2 có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Trong cuộc chiến đó, nhiều cán bộ chiến sĩ đã bị lây nhiễm với COVID-19, trong đó có cán bộ chiến sĩ hy sinh bị thương. Lợi dụng không gian mạng, không ít đối tượng tung tin xuyên tạc nhằm gây hoang mang, bất an, rối loạn trong xã hội. Đây cũng là một loại virus độc hại, nguy hiểm ăn theo dịch bệnh mà cán bộ chiến sĩ công an đã đang nỗ lực phát hiện, điều tra, xử lý. Với đội ngũ y bác sĩ quân y, ngay từ khi phát hiện dịch trên thế giới, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ sở bắt tay vào nghiên cứu cho ra đời các bộ kit xét nghiệm, tham gia nghiên cứu chế tạo vaccine của người Việt Nam để chủ động bảo vệ tính mạng của nhân dân. Khoa chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an đã sáng chế áo chống sốc nhiệt, đạt hiệu quả trong điều hòa nhiệt độ cơ thể, tránh tình trạng sốc nhiệt, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Khi tình huống nguy cấp xảy ra tại các địa phương, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, theo điều hành của chính phủ và với tinh thần phục vụ nhân dân là nhiệm vụ tối thượng, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, trong đó có các y bác sĩ quân đội, công an đã không quản hiểm nguy, gác lại một cuộc sống riêng, tạm biệt người thân để lao vào vùng dịch, đem lại niềm tin vững chắc cho nhân dân. Những hình ảnh không thể cảm động hơn khi những chiến sĩ quân đội, công an không quản nắng mưa, đem đến cho từng gia đình, từng người dân những chiếc khẩu trang, những hộp lương khô, thịt hộp do quân nhu sản xuất cùng lương thực, thực phẩm trong những ngày cách ly, tận tâm chăm sóc cho người bệnh tại các khu cách ly. Có gì thiêng liêng hơn khi lực lượng vũ trang lại tập trung lo hương khói cho những người không may tử vong do dịch bệnh, sau đó chu đáo đem cho cốt về bàn giao lại cho thân nhân từng gia đình. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong đợt dịch lần thứ tư đã có hơn 220.000 lượt cán bộ chiến sĩ quân đội, công an và dân quân tự vệ được tăng cường hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Nhiều cán bộ chiến sĩ hơn 3 tháng qua không có thời gian nghỉ. Riêng lực lượng công an từ đợt dịch thứ tư đến nay đã huy động vào Nam hơn 100.000 lượt cán bộ chiến sĩ. Mới đây, Bộ Công an cũng vừa điều hơn 5.000 cán bộ và 2.000 học viên, 600 cán bộ y tế của các bệnh viện ngành vào các tỉnh phía Nam hỗ trợ chống dịch. Các lực lượng vũ trang đã duy trì hàng nghìn tổ chốt, trong đó có 1.900 tổ chốt kiểm soát ở tuyến biên giới để kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép, hàng nghìn chốt trong nội địa để tổ chức tuần tra kiểm soát, làm nhiệm vụ phục vụ việc cách ly tập trung ở các khu phong tỏa, góp phần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, hạn chế người ra đường làm lây lan dịch bệnh. Đã triển khai 190 khu cách ly tập trung, các đơn vị nhường doanh trại đảm bảo việc ăn ở cho 190.000 lượt người, đã điều động hàng nghìn y bác sĩ, kỹ thuật viên và 600 tấn vật tư trang thiết bị y tế, thuốc men, chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Phát biểu nhân ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những vất vả, hy sinh của lực lượng công an nhân dân trong nỗ lực giúp nhân dân phòng chống COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đó là những minh chứng hùng hồn nhất, thể hiện bản chất tốt đẹp, cao quý của người công an cách mạng. Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình, thực sự xứng đáng là vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đảng, nhà nước trân trọng, chia sẻ, thấu hiểu, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp hy sinh, nỗ lực hết mình của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có các chiến sĩ công an nhân dân. Tôi thấu hiểu hơn và chia sẻ sâu sắc với cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng, đặc biệt là những đồng chí đang trên tuyến đầu chống dịch, chống tội phạm. Các đồng chí xứng đáng được tôn vinh, ghi nhận, tạo điều kiện công tác bởi lao động nặng nhọc, độc hại, những cống hiến lặng thầm cho sự nghiệp phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của đất nước. Chúng ta nhìn nhận một cách xuyên suốt toàn diện như vậy để thấy rõ bản chất sứ mệnh thiêng liêng của lực lượng vũ trang, sát cánh cùng nhân dân vượt qua thiên tai dịch bệnh, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Ở đâu, lúc nào, dân cần, dân khó thì đều có lực lượng vũ trang sát cánh, chung sức đồng lòng. Đó là sự thật khách quan, phản bác các luận điệu sai trái trên mạng Internet hiện nay. Các thế lực xấu cố tình xuyên tạc bản chất lực lượng vũ trang không phải vì dân, bỏ mặc dân. Trong đại dịch COVID-19,
từ đó tái diễn điệp khúc đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang khỏi sự lãnh đạo của đảng. Trong thiên tai dịch bệnh, họ ác ý tung ra những tình huống, câu chuyện bịa đặt nhằm chế nạo hình ảnh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, gây chia rẽ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, cố tình bôi lem, phủ mờ bản chất từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ của lực lượng vũ trang.